Chào mọi người, hôm nay mọi người khỏe không? Đang ở trước cái vườn nhà. Thì có mấy bạn hỏi á, là cái visa nông nghiệp á, khi nào thì nó bắt đầu. Visa nông nghiệp thì mình cũng không biết các bạn. Nhưng mà mình đã nói với các bạn rồi, 2, 3, 4 năm nay mình nói với các bạn nó đi nó lại nhiều lần, là các bạn phải nên học tiếng Anh, rồi phải làm trong cái lĩnh vực là nông lâm và ngư. Nông nghiệp á, là nghĩa là bạn có thể làm trên farm, làm trên rẫy, rồi phải có giấy chứng minh kinh nghiệm ở chỗ cái nơi bạn làm, đó là nông nghiệp nha. Có thể là trồng cây hay là cắt cây hay là nói chung làm liên quan tới nông nghiệp, hoặc là thu hoạch gì đó. Hoặc là mấy cái farm mình thấy giống ở ngoài miền Trung nè đó, hoặc là ở trên Đà Lạt mấy cái chỗ mà nuôi cây rồi đó, đó là nông lâm lâm nghiệp. Nông nè, làm nông là rồi lâm nghiệp là trồng cây hoặc là tỉa cây hay là mấy cái nghề liên quan tới 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 cày cối. Rồi ngư ngư là liên quan tới hải sản, đánh bắt rồi này nọ đó. Đó. Thì những người này thứ nhất là các bạn phải có những cái bằng trung cấp là ít nhất, và cũng có thể là có cao đẳng đại học thì càng tốt. Thì mấy cái visa đi qua Úc, visa 403 bây giờ mình nghe nói là bắt đầu nó ổn rồi đó. Nhưng mà bây giờ các bạn không có tiếng Anh cũng thua. Không, bây giờ mình nói các bạn phải lo học tiếng Anh đi. Các bạn nào mà chưa có tiếng Anh thì đăng ký để mình test đầu vào và xếp lớp cho các bạn ha. Rồi, thêm nữa là đối với các bạn mà chưa có bằng cấp gì đó thì đi học cái bằng cấp nghề hoặc là một cái bằng cao đẳng gì đó thì nó cũng nhanh thôi các bạn. Nếu cái visa này nó cho 1.000 suất thì bây giờ nó chưa đâu. Nó nói Bộ Lao động và Thương binh Xã hội nói vậy thôi, chứ hai nước ký giấy rồi này nọ rồi, nhưng không biết là bao giờ nó triển khai đâu các bạn. Rồi vì cái người mà lãnh sự Úc ở Việt Nam ở Việt Nam cũng ký rồi giấy rồi này nọ gì rồi, cái đăng báo quá trời các bạn, lên đó các bạn coi. Các bạn có, nhưng mà trước sau gì các bạn cũng, cái đó là trước sau nó cũng sẽ thông qua cái visa nông nghiệp, nhưng mà vấn đề ở đây là các bạn có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà khi mà người ta bắt đầu người ta làm á, thì ai đủ điều kiện thì người đó sẽ đi trước thôi. Đó, đó các bạn, người ta sẽ lấy những người đủ điều kiện. Các bạn ví dụ như tiếng Anh yếu, tiếng Anh hình như nó yêu cầu có PT có 25, mà là nghĩa là rất là dễ luôn á. Các bạn chỉ cần biết sơ sơ tiếng Anh là thi là được PT 25 lần liền á. Đó, đó. Mình có những cái lớp mà hướng dẫn mấy PT đó rồi, ok đó. Còn các bạn mà không chuẩn bị mấy cái kinh nghiệm hay là bạn không chuẩn bị, ví dụ như bây giờ bạn phải đi kiếm một cái chỗ nào đó bạn bạn làm việc đi để mà có kinh nghiệm chứ. Đó, rồi xong rồi cái chỗ đó nó phải đủ lớn để nó chứng minh giấy tờ, nó làm giấy tờ cho các bạn, chứ nếu mà không có có chỗ đó nó không đủ lớn làm giấy tờ cho các bạn thì coi như là không có kinh nghiệm đó các bạn. Có một số lưu ý đó các bạn ha. Rồi thì các bạn nó mình cứ để mấy cái bài báo của Việt Nam ở bên dưới comment để cho các bạn vô các bạn coi ha. Thì hai nước ký ký với nhau thì ký thôi, nhưng mà khi nào nó bắt đầu nó cái đó nó trở thành sự thật thì không biết khi nào hết đó, nên các bạn lưu ý là đừng có nghe tin ở ngoài kia rồi người ta lừa đảo, người ta dụ các bạn rồi đóng tiền cho mấy công ty đó không. Các bạn khi nào nó có chứng chính thức mình sẽ thông báo cho các bạn biết, nhưng bây giờ hai bên chỉ ký hợp đồng thôi, còn bao giờ triển khai thì chưa biết ha. Rồi thôi, chúc mọi người nhiều sức khỏe và lo đi mà làm cho đủ đủ cái giấy tờ đi các bạn ha. Yêu cầu của nó là phải có kinh nghiệm, yêu cầu phải có bằng cấp liên quan tới nông lâm ngư á, và yêu cầu phải có tiếng Anh rồi trong cái độ tuổi nào đó, và bên cái visa này nó cho các bạn đi là khoảng từ 1 năm trở lên đó, thì các bạn có thể dắt cái gia đình bạn đi luôn á. Còn độ tuổi thì để coi coi nó cho cái độ tuổi nào ha. Rồi ok, các bạn đi qua đây là xác định là đi qua đây làm nha, qua đi làm mấy cái farm rồi nọ đó. Farm ở bên Úc thì nó có thể là nói là farm, mình nghĩ là farm là ở trên núi hoặc là ở trên mấy cánh đồng này, có thể farm đó ở dưới biển nữa đó, người ta bắt bào ngư hay là đó bắt mấy con hải sản rồi nọ, cái đó cũng gọi là farm đó các bạn ha. Rồi hoặc là ở trên rừng có thể cho các bạn đi trồng cây đó, là nói chung là bên Úc này nó sử dụng rất là nhiều cái dụng cụ làm rất là hay. Và các bạn biết khi mà các bạn qua đây rồi đó thì các bạn sẽ được sử dụng mấy cái dụng cụ hay hay đó. Nói chung là nước Úc làm thì các bạn biết là dân Úc người ta không chịu làm mấy cái nghề đó, không có người làm và người ta không chịu làm nữa, nên người ta mới ký hợp đồng với mấy cái nước như Việt Nam mình để mà cho người qua thôi, hoặc là mấy cái nước cái đảo á, để cho người ta qua Úc để người ta làm mấy cái visa nông nghiệp đó hả. Cái visa nông nghiệp 403 là nó có từ lâu đời rồi,
và nó đa số là cho những người đảo các bạn. Những người đảo là những người ở những cái đảo nhỏ đó là đã đi qua đây làm việc rất là nhiều năm rồi. Các bạn có thể check lại những cái video cũ ha, các bạn đánh tên mình Michael Tâm Nguyễn, bạn nhấn đánh dấu cộng visa 403 hoặc là visa nông nghiệp rồi này nọ, bạn đánh tên mình với visa nông nghiệp rồi nó có nhiều lắm. Đấy, mình có chắc cũng khoảng 10 cái video như vậy á. Rồi có những cái video mình có nói là đi làm nông, đi làm farm ở bên Úc có khó khăn hay không, lương bao nhiêu. Hồi xưa mình cũng có là đi làm farm rồi mình cũng có chở người đi làm farm. Hồi xưa mình làm farm dâu nè, mình làm farm cà nè, rồi mình làm mấy cái farm mà cắt rau đồ này nọ nữa, nhiều lắm các bạn. Rồi mình cũng hay đi lên farm mình chơi, có bạn bè mình cũng có sản xuất ở trên farm nữa, nên nói chung là farm cũng không phải là cái gì đó quá quá xa lạ đối với mình. À, mình hy vọng là cái video này cập nhật các bạn ha. Bây giờ cái video này là vào thời điểm đầu tháng 9, khoảng hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm, không phải 2009 nha, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Thì chúc cả nhà bình an ha. Rồi hiện nay có bão Yagi ở ở Việt Nam, ở Úc này, 2 tuần trước là bão rất là mạnh, cây cối rồi nó ngã gãy rồi, nó hàng rào đồ gãy luôn á. Thì mong bà con bình an ha. Lá rành, người Việt Nam mình có tinh thần lá lành đùm lá rách thì đùm lá nát. Thì hy vọng là các bạn có ít để ủng hộ cho những cái người mà ở những cái vùng mà bị bão. Ok, ở lành, ở hiền gặp lành ha các bạn ha. Rồi nói chung là nếu các bạn không có của ít lòng nhiều ha, nếu các bạn không có của thì hãy niệm một cái gì đó hoặc là đọc một cái bài kinh cho những cái người đạo Công giáo, thì đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng để mà cầu nguyện cho những cái người ở vùng bão. Còn đạo Phật thì đọc Nam Mô Chú Đại Bi, kinh Pháp Hoa đó các bạn, để cho cái thiên tai nó mau qua khỏi đất nước ha. Và nói chung là mau qua khỏi, không phải nước mình nữa, nước khác cũng chịu, cũng hơi 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 tội cho những cái người nào đó mà người ta ở những cái nơi đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.